Giá lăn bánh của xe Toyota Yaris Cross phiên bản Hybrid thế hệ mới nhất 2024 vừa được ra mắt là bao nhiêu tiền? Trên tay Văn Hội đã có nhanh bảng giá cũng như là giá lăn bánh cho từng vùng miền rồi. Anh chị cũng biết thì Yaris có hai tùy chọn nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trong khi đó thì phiên bản Hybrid Văn Hội chia sẻ nhanh với những cái màu đen giá chỉ từ 838 triệu thôi. Trong khi đó những cái màu mà sơn nóc đen thì sẽ có mức giá là từ 850 triệu đồng. Và tiếp theo gì ạ? Chúng ta có màu trắng ngọc trai sẽ là 846 triệu đồng. Vậy lăn bánh ở tỉnh đang hỗ trợ được 50% thuế Hà Nội cũng như là Hồ Chí Minh thì sẽ lăn bánh là như thế nào? Văn Hội sâu rất nhanh lên trên màn hình. Sau đó chúng ta sẽ đi review đánh giá chi tiết chiếc xe này. Đầu tiên với màu đen mà lăn bánh ở một tỉnh thì bản Hybrid lăn bánh chỉ có 882 triệu đồng. Trong khi đó màu trắng ngọc trai sẽ là 890. Các màu khác nóc đen sẽ 894. Ở Hồ Chí Minh thì chúng ta vui lòng cộng thêm 20 triệu đồng là ra giá lăn bánh luôn ạ. Ở Hà Nội màu đen sẽ là 910 triệu. Màu trắng ngọc trai 918 cũng như là các màu còn lại sẽ là 923 triệu đồng. Giá trên đã hỗ trợ 50% thuế trước bạ khi mà anh chị mua xe trong thời điểm ra mắt như thế này. Ngoài ra thì đại lý còn hỗ trợ thêm những cái gói bảo hiểm phụ kiện. Chi tiết là như thế nào? Anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Chúng tôi hỗ trợ không chỉ trả thẳng mà cả trả góp, giao xe online, giao toàn quốc, trả góp lãi suất chỉ từ hơn 0,7%, thời gian vay lên đến 8 năm, vay đến 85% giá trị xe. Một chiếc Yaris Cross anh chị chuẩn bị cho em đúng 299 triệu đồng là chiếc xe đã nằm trong nhà anh chị rồi. Để biết thêm chi tiết hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta đi review đánh giá nhanh chiếc Yaris Cross phiên bản Hybrid. Xin mời anh chị. Đặc biệt nhất là trong clip này chúng ta đi riêng về phiên bản Yaris Cross phiên bản Hybrid. Đầu tiên là khối động cơ 1.5 kết hợp với động cơ điện nối tiếp vào song song giúp cho xe tăng tốc mượt mà cũng như là tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ êm ái. Hộp số thì sao ạ? Xe trang bị là hộp số DCVT vô cấp, dây đai kép. Nào chúng ta sẽ đến bắt đầu để xem rằng là với cái khoảng dáng gầm lên đến 210mm như thế này thì xe Yaris Hybrid thì có những cái thiết kế gì? Ngay từ phía trên đi ạ. Anh máy quay sẽ tiến gần hơn. Nếu mà nhìn từ trên cao, phiên bản Hybrid cực kỳ là ưu ái. Không chỉ có đôi nẹp dọc này đâu ạ, mà chúng ta sẽ có kính toàn cảnh. Toàn bộ kính ở trên là kính toàn cảnh nhá. Chúng ta ngồi bên trong sẽ nhìn được ra không gian ở phía bên ngoài. Dần xuống dưới, chúng ta có hai camera của hệ thống Toyota CitySense. Nhiều tính năng an toàn cho hệ thống gồm cảnh báo trệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, bám đuổi xe phía trước, phanh tự động hay đèn AH tự động dương pha khi không có xe đối diện. Chúng ta di chuyển xuống dưới tiếp nào. Với mặt cabo với những đường gân dập nổi, thể thao, khí động học, khỏe khoắn như thế này thì chúng ta còn có cụm đèn LED cho cả chóa pha và chóa cốt. Kết hợp với đèn xi nhan cũng công nghệ LED và giải đèn LED ban ngày. Dài, to bản. Dần xuống dưới chúng ta có đến hai cảm biến góc trước. Hệ thống đèn sương mù cũng dạng công nghệ LED. Ở đây một cái màu trắng này, trắng sơn ngọc trai ánh này. Nếu mà di chuyển cái mặt ca lăng dần vào giữa thì chúng ta thấy gì? Những cái nan cáo, tổ ong, khỏe khoắn, thể thao. Thì nhà sản xuất còn trang bị hệ thống camera 360 độ cũng như là logo Toyota mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Khoảng sáng gầm lên đến 210mm giúp cho xe là di chuyển linh hoạt, đa địa hình. Đúng là cái dòng xe SUV cực kỳ là thể thao đúng không ạ? Đầu xe thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ an toàn cao cấp, giá thì rẻ rồi. Thì thân xe, những cái ưu việt là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Thân xe rất nhiều công nghệ hiện đại, chỉ cần một chạm thôi anh chị ạ. Chỉ cần một chạm, chìa khóa thì đeo người đây, thì xe đã cụp gương tự động. Nhưng trên tay nắm cửa, cả hai bên, lái và phụ đều có cảm ứng. Một chạm thôi ạ, rất tuyệt vời. Và đèn LED trên gương, hay chúng ta còn có đèn chào mừng. Đó, chúng ta có đèn chào mừng. Chào mừng ông chủ đã đến với chiếc xe, đúng không? Rất tuyệt vời. Và hệ thống camera 360 độ. Tất nhiên rồi, trên gương còn có cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang. Thì lúc nữa chúng ta còn test cả phần bên trong nữa cơ. Đó, chi tiết không ạ? Nào, la răng. Chúng ta quay đến phần la răng. La răng của xe thì với cái thông số là như thế nào? Chúng ta có 215 trên 55 R18. Vậy là la răng phay đúc lên đến 18 inch. Trông rất khỏe khoắn, thể thao và bề thế. Lốp sử dụng là lốp Bridgestone.
Trong khi đó nếu ở phần sườn này, chúng ta nhìn cạnh sườn so với bản xăng, chúng ta chỉ thấy duy nhất đó chính là cái logo HEV Hybrid, đúng không ạ? Rất tuyệt vời, Hybrid Engine Vehicle đó, viết tắt mà. Nào, ở trên nẹp dọc nóc xe, chúng ta có đường chân kính ốp inox sang trọng như thế này, ốp xuôi về sau. Tất nhiên rồi, ở bên trong thì cái không gian thì chúng ta sẽ mở cửa ra. Không gian cực kỳ là rộng rãi, nội thất màu đen, lúc nữa ta sẽ ngồi vào bên trong nhá. Cái hàng sau này cũng cực kỳ là rộng rãi này. Chúng ta có gì nữa? Đây đó chính là ở phần phía đuôi xe ở phía sau. Chúng ta có bao gồm những gì? Bao gồm một anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt, gạt mưa ở phía sau hay sấy kính, đèn phanh ở trên cao. Chúng ta có cụm đèn hậu. Và chúng ta khi bật đèn lăng téc lên nó sẽ như thế này nhá. Đây, Văn Hội sẽ bật để anh chị có thể nhìn thấy độ đẹp tuyệt vời sẽ là như thế nào. Đó, chúng ta sẽ bật. Anh chị nhìn thấy không ạ? Tổng quan rất tuyệt vời. Và cốp điện, một trong những cái tính năng cực kỳ là hay mà Văn Hội đánh giá cao cho cái xe hiện đại ngày nay. Cốp điện, anh máy quay sẽ tiến gần hơn nào. Chúng ta có công tắc mở cốp điện không chỉ ở đằng trước, còn cả đằng sau. Hay là chúng ta chốt khóa, chốt khóa theo ý muốn này. Đấy, chúng ta khóa theo ý muốn của chúng ta. Đó, xuống. Chốt khóa xuống à. Ví dụ ngồi như thế này đúng không ạ? Ngồi như thế này mà ngắm mưa nữa thì tuyệt vời luôn. Văn Hội cũng nghe câu chuyện vui thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta đang đánh giá được rằng là một cái chiếc xe thế hệ mới, hơn 800 triệu đồng, động cơ xăng lai điện, nhập khẩu nguyên chiếc, thêm khay tre hành lý ở phía sau này, ghế gập phẳng nhá, ghế gập phẳng luôn này. Đó, tất nhiên đang cái vướng cái gối đầu kia rồi, chúng ta đẩn gối đầu này xuống này. Đó, ghế gập phẳng luôn, đang vướng cái dây đai, ghế gập phẳng nhá anh chị nhá. Tiếp tục nào, chúng ta có hai tầng để đồ, lốp sơ cua, kích tuýp lốp tay quay là đầy đủ hết luôn. Đèn ở phía sau. Nào, Văn Hội sẽ cho anh chị nhìn thấy luôn là ghế gập phẳng đây, thì cho dễ hình dung đi ạ. Đó, cả ghế bên kia là vướng cái dây đai thôi. Chúng ta vướng cái dây đai, đó. Tổng quan nhá, đã tuyệt vời như vậy rồi. Rộng rãi, cốp điện này, một chạm này. Ở đằng trước đã có hai cảm biến rồi, thì ở phía đằng sau chúng ta cũng sẽ có hai cảm biến. Camera lùi ở phía sau, đèn hậu đây. Và chúng ta còn có thêm tính năng như này anh chị này. Đá cốp. Khi chúng ta cầm chìa khóa ở đây mà chúng ta đá như thế này, tất nhiên là phải cầm chìa khóa đằng sau này rồi, chúng ta sẽ có tính năng đá cốp nữa. Còn bên trong nội thất tuyệt vời là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Dùng ở bên trong thì nó cũng rất là tiện thôi. Đầu tiên mà bước vào xe là chúng ta sẽ quan tâm đến ghế lái, ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện của chúng ta lên đến 8 hướng. Chúng ta bao gồm những cái hướng nào này, anh chị nhìn này. Lùi là 1 này, tiến là 2 này, hạ đằng sau là 3 này, nâng đằng sau là 4 này, hạ đằng trước là 5 này, nâng đằng trước là 6 này, ngả lưng là 7 này, và gập lưng là 8 này. Tại sao gọi điện ghế điện 8 hướng? Để Văn hôm nay giải thích và chia sẻ cho anh chị. Đó chính là chỉnh điện 8 hướng đúng không ạ? Còn ở bên phần tappy này, đây là báng tay cầm này, chốt mở khóa cứng bước này, mở cửa này, chỉnh gương tự động này, chỉnh mặt gương thì gặp bên nào chỉnh bên đấy, 4 hướng ở đây nhá. Đây là kính lái auto một chạm, chỉ cần giữ 3 giây này, hạ xuống này, bỏ tay là kính tự lên xuống này. Đây là chốt kính này. Đó, và đây các kính còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng điện. Đây hộc để đồ. Chúng ta có gì ở đây nữa? Đây là phanh chân ga ở giữa đây. Đây là ở bên phải đây, phanh chân. Đây là hộp để thẻ. Dưới cùng chúng ta có mở nắp cabo, còn nắp của bình xăng chúng ta sẽ mở ở đây. Rất chi tiết. Vậy thì bên trong nhiều cái công nghệ tính năng như thế này, như đèn AH, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, tiền va chạm, cốp điện, hay là mà điều khiển của công tắc cảm biến trước sau, cảnh báo xuất lốp, đèn EV,
chỉnh góc đèn theo số lượng người ngồi. Thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào bên trong. Chào mừng tất cả quý anh chị khách hàng. Vậy là Văn Hội đang ngồi bên trong chi tiết chiếc nội thất của Toyota Yaris Cross phiên bản Hybrid. Và đây đó chính là cái chiếc chìa khóa. Trong clip ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ hướng dẫn anh chị là khi mà nhận xe mới, đặc biệt nhất là những người mới. Và tất nhiên rồi, xe này thì mới ra mắt. Văn Hội sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách sử dụng. Nào, chúng ta sẽ đi nhanh luôn ạ. Đầu tiên là về phần chìa khóa đi. Chìa khóa của phiên bản Yaris Cross Hybrid thì trang bị với 3 phím bấm, bao gồm là giữ 3-5 giây sẽ mở cái cốp điện ở phía sau, bấm mở khóa. Và đây logo này đó chính là lại là bấm, nút bấm của phần khóa cửa. Muốn vô hiệu hóa cái chìa này để lâu hết pin thì chúng ta giữ vào phím khóa, bấm 3 lần phím mở như thế này, đèn nháy. Là cái hệ thống khi mà chúng ta có hai chìa mà, thì một chìa thì sẽ lâu hết pin, và chúng ta muốn sử dụng lại chúng ta bấm nút bất kỳ thôi. Nào, chúng ta quay lại với tổng quan. Ở đây chúng ta đến với phần đầu tiên là chiếc chìa khóa. Khi mà bước vào xe, nếu anh chị đang chờ ai đó, anh mới quay tiến hơn một chút, chúng ta sẽ bấm một lần vào phím khóa nếu chúng ta không muốn nổ máy nhá. Thì duy nhất là màn hình và hệ thống sạc không dây sẽ được sử dụng. Đó, duy nhất màn hình và sạc không dây sẽ được sử dụng này. Anh chị sẽ nhìn thấy ở đây đang sạc rồi đúng không ạ? Nếu ở lần thứ hai chúng ta vẫn không đạp phanh thì chúng ta sẽ bấm một lần nữa. Thì lúc này xe sẽ hiển thị đa thông tin lên, đa thông tin, và nó sẽ nhắc là nếu muốn nổ máy thì đạp phanh và bấm nút start stop. Đó, tuyệt vời đúng không ạ? Và anh chị có thấy được rằng là khi mà bước vào trong cái xe này thì thấy giao diện cực kỳ là hiện đại. Hiện đại nhất ở đây là gì ạ? Đó chính là cái tính năng CarPlay Android Auto không dây. Không hề cắm dây đâu anh chị nhá. Một chiếc xe của tương lai không hề cắm dây luôn, mà toàn bộ là chúng ta đã sạc không dây này, CarPlay Android Auto không dây luôn này, màn hình 10,1 inch to bản. Đó chính là ở phần tổng quan. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ hướng dẫn sử dụng từ bên giữa này, sau đó sang trái này, sang phải này, để cho anh chị dễ dùng. Bước vào bên trong xe là nhìn cái vô lăng nó ngợp như thế này rồi đúng không ạ? Vô lăng thì có gì? Vô lăng của chúng ta có cái lẫy ở đây, chúng ta có chỉnh lên xuống được này, và kéo ra kéo vào được, và cho vừa với vị trí người ngồi. Bốn hướng vô lăng không bọc da. Bên trái thì chúng ta có điều khiển của màn hình lớp layer. Bên phải là hệ thống điều khiển, hệ thống Toyota Safety Sense. Ở giữa là bảng đồng hồ tablo hiển thị lên đến 7 inch đa thông tin. Chúng ta có gì ở đây? Nếu mà chúng ta đầu tiên là phím tròn này, có enter nhé, chúng ta gạt này, nó sẽ có những cái hiển thị cảnh báo khác nhau này, đúng không ạ? Bao gồm cảnh báo xuất lốp này, hiển thị giờ này, hoặc là chúng ta có hai nguồn phát, đó chính là nguồn nạp điện bằng khi chúng ta phanh, chuyển nhiệt năng thành điện năng hoặc động cơ xăng. Đây là quả pin. Đó, anh chị nhìn sẽ thấy rõ được chúng ta thích cái hiển thị tùy chọn nào thì chúng ta để thôi. Ở đây cũng vậy, là tiêu hao nhiên liệu tức thì này, tổng thời gian đi này, Ranger lượng xăng trong bình còn đi được này. Ở đây là cài đặt phần hiển thị này, bao gồm hiển thị về độ sáng, hiển thị thời gian, design. Design này là các mẫu của cái bảng đồng hồ, anh chị có thể nhìn thấy thay đổi không ạ? Các mẫu các bảng đồng hồ thay đổi khác nhau. Display hiển thị cài đặt, những cái đèn cảnh báo nữa thì chúng ta còn có thêm cái đèn viền ở đây, Văn Hội chia sẻ sau. Các cảnh báo phụ trợ, đây cài đặt về phần động cơ, cam trước, cảnh báo điểm mù. Phần này hay nhất đây này. Chúng ta sẽ tắt bật được cảnh báo điểm mù này, cũng như là cái phần cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau. Đó, rất tuyệt vời, cũng như chỉnh độ sáng của cái đèn. Rồi, chúng ta quay trở lại với bảng đồng hồ trung tâm ở đây. Khóa cửa này, khóa cửa theo tốc độ hay là theo khi mà rời P, đúng không ạ? Rất nhiều. Chúng ta còn có thêm một số phần như là nháy đèn này, hoặc là đèn chào mừng này. Chúng ta có đèn chào mừng ở phần gương nhá. Rất nhiều cảnh báo khác. Ngoài ra thì thay cảnh báo thay dầu này, chúng ta reset dầu. Ngôn ngữ, chúng ta có nhiều ngôn ngữ khác nhau để chúng ta lựa chọn. Tất nhiên tiếng Anh là sẽ dễ sử dụng nhất rồi. Nào, khi mà bảng đồng hồ đã nhiều cái thông tin phụ trợ như vậy rồi thì chúng ta còn có chữ P này, thể hiện là số đỗ này, R này,
Số lùi ở đây thì anh chị nhìn thấy ngay, đó chính tổng quan, đó chính là camera 360 độ kết hợp với cảm biến cảnh báo va chạm trước sau. Số mo này, số D này và số B. Đấy. Rồi, chúng ta có gì ở đây nữa nào? Chúng ta có km/h điện tử, các cảnh báo phụ trợ, cảnh báo về phanh tay điện tử, auto hold, bên trái đèn EV. Nếu mà nổi thêm chữ ready nữa nhá, bắt đầu nổ máy ấy, thì xe sẽ ưu tiên là động cơ điện chạy trước. Ở đây chúng ta quay xuống bên phải này, có hệ thống cảnh báo lệch làn đường này, điều khiển mode AM, FM, Bluetooth này, thoại rảnh tay này. Đây là tổng quan của hệ thống DRCC hay còn gọi là Cruise Control. Giữ ga tự động theo hành trình nhưng DRCC sẽ phát triển hơn và bám đuổi xe phía trước nữa. Rất hay đúng không ạ? Mode AM, FM, Bluetooth, rất nhiều cảnh báo phụ trợ khác nhau. Đó. Gì nữa nào? Chúng ta có chuyển bài này, hoặc chế độ lái. Chế độ lái chúng ta có power này, hoặc giữ lâu này, có eco này. Tất nhiên bỏ ra thì chúng ta sẽ có no mờ rồi. Nào, bên trái này nữa đi ạ. Tăng giảm âm lượng này, điều khiển giọng nói này. Và đây là nút bấm cưỡng bức của cam 360. Chúng ta tùy chọn theo các góc khác nhau nhé. Đó, rất tuyệt vời đúng không ạ? Nào, chúng ta có gì nữa nào? Đèn. Ở đây chúng ta có đèn tự động. Và thích nhất là Văn Hội thích nhất là nó sẽ tự tắt được nhé. Chúng ta tắt được hẳn luôn đấy ạ. Gạt mưa, in time, trước sau, chỉnh thời gian theo ý muốn. Còn cái cụm chỗ này thì sao? Cụm chỗ này chúng ta bao gồm gì? Bao gồm một, đó chính là hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử. Hai là cảnh báo tiền va chạm. Chúng ta sẽ giữ 3-5 giây ở đây nhé. Đó, chúng ta sẽ có thêm đèn ập ở trên này này. Anh chị nhìn đúng không ạ? Đó. Đó, bật rồi đấy ạ. Cốp điện mở từ bên trong. Công tắc cảm biến trước sau. Cảnh báo áp suất lốp. Chế độ EV. Chạy bằng điện cưỡng bức. Công tắc đèn AH tự động dương pha khi không có xe đối diện. Đây, chỉnh góc đèn theo số lượng người ngồi. Xe 5 chỗ nhá, sẽ có đến 5 cái góc khác nhau. Tiếp tục nào. Bên trái này thì chúng ta sẽ có là gạt sang trái này, ở trên này, chỉnh mặt gương này. Mặt gương chỉnh điện 4 hướng này. Công tắc auto để gập gương tự động hoặc là gập gương cưỡng bức này. Chốt khóa cửa này bằng tay này. Kính lái auto một chạm, các kính còn lại điều khiển. Và chúng ta còn có thêm một cái đèn viền ở đây này. Anh chị nhìn thấy không ạ? Cái đèn này thì nó sẽ như thế nào? Đó đây, anh mới quay. Sẽ quay vào cái đèn này để Văn Hội sẽ điều khiển cho anh chị. Đèn này thì nó sẽ có một phần, đó chính là amber line này. Chúng ta sẽ chọn màu theo ý muốn này. Anh quay sẽ quay ra đây. 64 màu sắc khác nhau. Đèn thay đổi không ạ? Đó, chị nhìn nhá. 64 màu sắc khác nhau, đèn thay đổi. Đèn thay đổi theo ý muốn. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, chúng ta quay trở lại phần hướng dẫn sử dụng tiếp nào. Có những cái lưu ý nhỏ ở đây nào. Đầu tiên là điều hòa đi ạ. Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động. Nếu muốn sử dụng tự động, chúng ta bấm một chạm vào đây. Hệ thống sẽ chạy tự động. Chúng ta sẽ chỉnh được nhiệt độ thôi nhá. Nếu mà nhiệt độ càng thấp thì quạt gió sẽ tự động chạy cao lên này. Anh chị nhìn một lúc nha. Đó. Nhiệt độ tăng lên, quạt gió sẽ giảm xuống. Đó. Tất nhiên đúng không ạ? AC, điều hòa, lấy gió trong, sấy kính trước, sấy kính sau, hệ thống tự động, tắt hẳn điều hòa. Hướng gió, gió mặt, gió chân. Đây tốc độ quạt gió. Đây nhiệt độ. Ở dưới này chúng ta có công tắc engine start stop. Tất nhiên rồi, sẽ đi kèm với chìa khóa thông minh. Chúng ta có cổng sạc Type-C và cổng USB để kết nối CarPlay Android Auto có dây hoặc là kết nối USB. Nhưng tất nhiên bây giờ với những cái điện thoại kết nối CarPlay Android Auto không dây này tuyệt vời rồi. Công tắc để tắt bật sạc không dây. Rồi, chúng ta có gì nữa nào? Giải số P, đỗ, R, rear, lùi, N, mo, D, lái, driver và B. Đó chính là cái phần số khi chúng ta bò lên những cái con dốc. Và chúng ta có gì nữa nào? Ở đây là phanh tay điện tử. Chúng ta muốn tắt này, giữ đạp phanh giữ này. Kéo lên này.
Đó, anh chị nghe tiếng ạ. Auto Hold này. Auto Hold sử dụng khi mà chúng ta đeo dây an toàn vào số D nhá. Xe sẽ tự động phanh này. Ở đây chúng ta có thêm những cái phần để cốc nước rất là linh hoạt này. Anh chị nhìn thấy không ạ? Và gì nữa nào? Chúng ta có thêm cốp này. Trong này có cái tẩu để chúng ta cắm thêm phần sạc nhá. Đó, cốp phụ bên trong đây. Sổ bảo hành đầy đủ này. Xe trang bị lên đến 6 loa. Rất tuyệt vời luôn. Gương điện chống chói ban ngày đêm này. Hệ thống Toyota City Sense. Phanh tự động cảnh báo lệch làn. Ở đây thì chúng ta có đèn. Đèn LED. Đây là bật cả hai bên cùng sáng. Đây là bật cưỡng bức từng bên một. Đây bật hai bên luôn này. Đo cửa. Chúng ta sẽ đóng được cái cửa kính toàn cảnh này lại nhá. Một chạm nó sẽ chạy tự động. Rất tuyệt vời luôn. Làm lại này. Một chạm luôn nhá. Giữ 2-3 giây thôi. Đấy, đó chính là cái kính toàn cảnh. Kính rất chắc. Tay cầm này. Tay cầm ở các góc này. Đây là tổng quan hướng dẫn chi tiết bên trong chiếc xe Toyota Yaris Cross phiên bản Hybrid. Rất tuyệt vời luôn. Rộng rãi, thoải mái, dễ sử dụng. Còn ở cái khoang ở phía sau thì chúng ta có những cái lưu ý gì, cũng như là nhiều cái phần cài đặt phụ trợ khác. Anh chị có thêm cái câu hỏi nào, hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới của Văn Hội để Văn Hội chia sẻ thêm cho anh chị, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ ngồi thử ở hàng ghế thứ hai nhé. Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta cần lưu ý những cái mục gì khi mà sử dụng. Đầu tiên nhá, anh chị nhìn thấy này, cái chốt lẫy khóa trẻ em này. Đây là lẫy chốt lẫy khóa trẻ em nhá. Nếu mà như thế này, gạt này, Văn Hội không mở được này. Không mở được, không hề mở được. Không mở được đâu, nhờ anh máy quay mở hộ. Đó, còn nếu mà gạt xuống này, đóng cửa vào này, thì Văn Hội sẽ mở ra bình thường nhá. Anh chị lưu ý cái này nhá. Nhà có trẻ em nên cửa bên người lái đằng sau này, nên chốt lại. Tiếp tục nào. Chúng ta nếu mà muốn mở cưỡng bức khi mà người lái chưa mở thì chúng ta vẫn đẩn cái lẫy này ra được này. Nếu đang đi chốt này rồi chúng ta vẫn mở cưỡng bức được trong trường hợp khẩn cấp. Báng tay cầm này, hộc để đồ này. Đây ở đây thì chúng ta có thêm, đó chính là cái tựa lưng này, chúng ta để những tạp chí. Gió rất thích là cửa gió sau có phần chốt khóa vào dưới này. Anh mới quay được một chút thì chúng ta sẽ nhìn được thấy là có hai cái cổng tai si. Chỗ góc máy này hơi khó quay. Rồi, không sao đâu. Chúng ta sẽ có hai cổng tai si ở phía sau này nhá. Để chúng ta sạc nhanh điện thoại. Và đây, chúng ta có cái tựa tay để những cái như cái chai nước, những cái tựa tay này để điện thoại. Nhiều khi đi đỡ mỏi, ngồi sẽ rất thoải mái và dễ chịu nhá. Lưng ghế lạnh vậy này, chúng ta gập phẳng này. Và hai góc để gập được. Tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần tổng kết. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là review chia sẻ rất là nhanh và chi tiết chiếc xe Toyota Yaris Cross phiên bản Hybrid. Còn bây giờ nào, chúng ta sẽ đến với phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Như anh chị cũng đã biết thì là hiện nay khi mà xe Yaris Cross ra mắt thì cả hai phiên bản xăng và điện thì đều được hỗ trợ đến 50% thuế trước bạ. Ngoài ra thì đại lý còn tặng thêm những gói bảo hiểm, phụ kiện, giá niêm yết ở trên màn hình. Văn Hội show nhanh thôi. Sau đó thì sao ạ? Thì Văn Hội cũng show nhanh luôn cái tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền để anh chị có thể nhìn thấy chi tiết được. Và để biết thêm thông tin về chương trình khuyến mại hấp dẫn hơn nữa, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi sẽ giao chiếc xe đến tận nhà anh chị bằng hình thức trả thẳng, trả góp, giao tận nhà anh chị luôn nhé. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và đó chính là những cái chia sẻ chi tiết nhất về chiếc xe Toyota Yaris Cross. Để nhận thêm thông tin chương trình khuyến mại, anh chị đừng quên like, share, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Kính chúc quý anh chàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.